Vào năm 1976, ít có ai ngờ rằng một doanh nghiệp non trẻ được thành lập tại một gara xe ô tô tại California, nước Mỹ sẽ thay đổi cả thế giới trong tương lai. Và văn phòng đầu tiên của Apple, gọi là văn phòng cho sang chảnh thôi, chính là gara để xe của bố mẹ Steve Jobs. Một vài năm sau, công ty mới chính thức có văn phòng riêng đầu tiên của mình. Và cho tới hiện tại, tòa văn phòng của Apple đã và đang là một trong những tòa nhà đắt giá nhất thế giới. Nó có chi phí xây dựng ước chừng 5 tỷ đô la Mỹ. Chi phí này thì đủ để xây dựng một vài tòa nhà như tháp Khalifa, tòa tháp cao nhất trên hành tinh, nhưng Apple lại không làm vậy. Tất nhiên là sự quy đổi cũng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, nhưng phần nào đó nó cho thấy tầm vóc của công trình này. Những ai là tín đồ của quả táo cắn dở thì chắc chắn không còn lạ gì trụ sở của tập đoàn này rồi. Bởi những năm gần đây, hình ảnh giới thiệu các mẫu iPhone, iPad, MacBook, AirPods, v.v. và v.v. đều được gửi đi từ văn phòng này. Và Apple thì luôn biết cách để bố trí các góc máy rất ảo diệu, khiến giới mộ điệu phải thêm yêu khi mua đồ sành điệu của họ. Và chúng ta đang nói đến trụ sở của tập đoàn Apple. Trụ sở này không phải hình quả táo hoặc miếng cắn dở của quả táo ấy, mà nó có hình của một chiếc phi thuyền đã hạ cánh như Steve Jobs từng mô tả. Một số khác, những người lãng mạn gọi nó là tòa nhà hình chiếc nhẫn, còn những tín đồ ẩm thực gọi nó là tòa nhà hình chiếc bánh rán. Còn bạn, nếu được đặt tên, biệt danh cho tòa nhà này, bạn sẽ gọi nó là tòa nhà hình gì? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment. Tòa nhà tàu vũ trụ của Apple tọa lạc tại trung tâm công nghệ và đổi mới quan trọng nhất trên hành tinh, khu vực được gọi là thung lũng Silicon, và tòa nhà nằm ở đây. Tòa nhà này chính xác thì nằm ở Cupertino, một thành phố ở phía nam khu vực vịnh San Francisco. Thành phố này thì chỉ có dân số dưới 60.000 người, nhưng là một phần quan trọng của khu vực vùng vịnh, khu vực giàu có bậc nhất của nước Mỹ. Apple xây dựng tòa nhà này vì số lượng nhân viên của tập đoàn ngày một lớn. Trước đây họ sử dụng một trụ sở cũ từ năm 1993, nhưng rồi đất chật người đông và nhân viên đã chuyển đến trụ sở mới từ năm 2017. Trụ sở cũ và trụ sở mới thì nằm rất là gần nhau, có thể quan sát một cách dễ dàng. Riêng khu đất để xây dựng tòa trụ sở của Apple đã có giá đến 160 triệu đô la Mỹ, không hề rẻ một chút nào. Nhưng 160 triệu đô la Mỹ thì cũng chẳng là gì so với mức giá 5 tỷ đô la Mỹ của chính công trình này. Một trong những cách tốt nhất và dễ dàng nhất để hiểu về trụ sở của quả táo cắn dở là xem các số liệu thống kê thô về nó và khuôn viên nơi nó tọa lạc. Đây chỉ là một vài con số thú vị liên quan đến trụ sở tàu vũ trụ mà thôi. Trụ sở này nằm trong khuôn viên có diện tích rộng gần bằng 40 sân bóng đá. Thật không thể tin nổi. Và công trình này là một tòa nhà có tương đối ít tầng nhưng lại mở rộng rất nhiều theo chiều ngang. Apple Park chỉ có 4 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm, nhưng tòa nhà có chu vi lên đến 1,46 km. Bản thân tòa nhà tàu vũ trụ này có diện tích khoảng 260.000 m² khi sử dụng. Và nó được thiết kế làm nơi làm việc, sinh hoạt của 12.000 nhân viên, thậm chí con số có thể cộng thêm một vài ngàn nhân viên nữa. Dễ hình dung thì số nhân viên này tương ứng khoảng 1/3 tổng số cư dân của khu HH Linh Đàm tại Việt Nam. Tòa nhà có một căng tin 4 tầng và có sức chứa lên đến 4.000 người cùng một lúc. Bạn sẽ không tìm thấy nhiều nhựa đường và bê tông ở đây vì có rất nhiều không gian xanh, đặc biệt là không gian dành cho những loài cây bản địa, và những loài cây có chịu hạn tốt thì luôn được ưu tiên. Tòa nhà này cũng có gần 3.000 tấm kính cong được lắp đặt xung quanh. Mỗi tấm có chiều dài lên đến 14m và rộng 3,2m. Tại một tòa nhà có diện tích mặt sàn lớn như vậy và đắt giá như thế thì các nhân viên sẽ làm việc ra sao? Khoảng hơn 12.000 nhân viên làm việc tại tòa nhà tàu vũ trụ, và điều này có nghĩa là khuôn viên cần rất nhiều cơ sở vật chất bổ sung. Khuôn viên của tòa nhà này có tổng cộng là 7 căng tin, và như đã nói, một trong số đó có sức chứa lên tới 4.000 người. Trong một khuôn viên có diện tích gần bằng 40 sân bóng đá thì khoảng cách để mà di chuyển kết nối đến tòa nhà trung tâm là rất xa. Đó là lý do tại sao 1.000 chiếc xe đạp được cung cấp cho nhân viên để di chuyển xung quanh khuôn viên rộng lớn này. Ngoài ra còn có 300 trạm sạc ô tô cho nhân viên đến đây để làm việc. Rõ ràng là Apple đã lên kế hoạch cho tương lai của giao thông vận tải từ rất lâu rồi. Nhưng khoảng cách từ bãi đậu xe đến tòa nhà trung tâm là khoảng gần 10 phút đi bộ. Và làm việc tại Apple rõ ràng đây không phải là công việc dành cho những người lười biếng. Vậy ai là người đã nghĩ ra ý tưởng của tòa nhà siêu việt này?
Khi tòa nhà khai trương vào năm 2017 thì người ta thường nhìn vào sự hào nhoáng của nó mà quên mất rằng ý tưởng về khuôn viên tàu vũ trụ đã xuất hiện từ trước đó rất lâu. Trên thực tế, nhà đồng sáng lập và CEO quá cố của Apple, Steve Jobs, chính là người đã hình dung ra trụ sở này trong tương lai cùng với giám đốc thiết kế lừng danh của Apple, Jony Ive, người cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong các sản phẩm của quả táo cắn dở. Steve Jobs từng tuyên bố rằng, có rất nhiều những tòa nhà văn phòng và chúng nhanh chóng trở nên nhàm chán, quá đỗi bình thường và ông muốn làm một điều gì đó đặc biệt, muốn làm một điều gì đó tốt hơn thế. Theo đúng tiêu chí của Apple thì mọi thứ đều được quan tâm đến từng chi tiết tỉ mỉ và mọi thứ đều được tùy chỉnh một cách chi tiết. Ví dụ, cửa sổ của tòa nhà hình tàu vũ trụ này được làm từ những tấm kính cong lớn nhất trên thế giới như đã đề cập. Và sự chú ý đến từng chi tiết đó thậm chí còn mở rộng sang một thứ tưởng như rất đơn giản nhưng lại được Apple làm phức tạp hơn nhiều, đó là hộp bánh pizza. Đúng như vậy, Apple thậm chí còn thiết kế và cấp bằng sáng chế cho hộp bánh pizza đặc biệt được sử dụng tại đây vì họ nghĩ rằng đó là phiên bản tốt nhất cho những nhân viên của mình. Apple Park cũng phản ánh các giá trị tổng thể của gã khổng lồ công nghệ này, bao gồm cả cam kết về việc bảo vệ môi trường, những cái cách mà họ đã cắt đi cục sạc trong những phiên bản iPhone gần đây. Ngoài những không gian xanh rộng lớn xung quanh khuôn viên của tòa nhà, toàn bộ tòa nhà trung tâm còn được cung cấp năng lượng tái tạo 100%. Trên thực tế, đây là một trong những tòa nhà tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới. Tính bền vững đó được thể hiện qua cách làm mát của tòa nhà này. Người ta nói rằng tòa nhà này về cơ bản là có thể thở, bởi vì các trần và sàn sẽ được tối ưu làm thế nào để tiêu tốn ít năng lượng nhất, và tòa nhà này không cần dùng đến điều hòa không khí trong suốt 9 tháng một năm. Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán và toàn bộ mái của tòa nhà được bao phủ bởi các tấm pin năng lượng mặt trời. Chỉ riêng điều này đã có thể hỗ trợ tới 75% mức tiêu thụ năng lượng trong thời gian cao điểm. Và đây cũng là một trong những tòa nhà năng lượng mặt trời lớn nhất trên hành tinh. Phần trung tâm khuôn viên của tòa nhà sẽ bao gồm 80% không gian xanh với các vườn mơ, ô liu, táo và có một hồ nhân tạo tương đối ấn tượng bên trong khuôn viên của tòa nhà. Để nói về độ an toàn của tòa nhà này trước những biến đổi của tự nhiên và đặc biệt là thảm họa động đất rất nổi tiếng tại khu vực California, thì người đứng đầu Apple đã nghĩ về điều đó rồi. Lấy cảm hứng từ đất nước Nhật Bản, một đất nước cũng thường xuyên xảy ra động đất, toàn bộ cấu trúc được thiết kế để hoạt động giống như một con quay khổng lồ. Thực tế thì tòa nhà này không được xây dựng và bám dính lên mặt bằng trái đất như thông thường, và toàn bộ kết cấu được đặt trên những đĩa thép linh hoạt có khả năng dao động đồng đều để bảo vệ móng của tòa nhà. Phần đĩa thép này giúp tòa nhà có thể di chuyển và lắc lư theo chiều ngang dao động tới 1,4 mét và người ta tin rằng nó có thể chống lại những trận động đất mạnh 8 độ Richter. Một không gian cực kỳ đặc biệt tại trụ sở của Apple đó là nhà hát Steve Jobs. Nhà hát này nằm trên đỉnh của một quả đồi nhỏ và nó có cả phần ở bên dưới lòng đất nữa. Nó có sức chứa 1.000 người và có mái bằng sợi carbon lớn nhất trên thế giới. Nói một cách hoa văn thì nó được mô tả như thế này. Toàn bộ nhà hát này được xây dựng với mục tiêu thể hiện được chính xác nguyên lý thiết kế của iPhone. Đó là sở hữu một vẻ ngoài đơn giản nhưng lại mang trong mình những tính năng tân tiến phức tạp. Quả thật là như vậy. Toàn bộ bề nổi của khán phòng thì không hề để lộ khung, ống hay là dây điện, thậm chí là cả phần loa phát thanh. Thực tế là đương nhiên rồi, chúng vẫn còn tồn tại, chỉ là chúng ta không nhìn thấy chúng mà thôi. Và đây chính là điểm nhấn của Apple trong những lần ra mắt các sản phẩm mới vào mùa thu hàng năm. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi những video này và đồng hành trong suốt quãng thời gian vừa qua. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và lan tỏa những thông tin này đến nhiều người hơn nữa. Xin được nói lời chào, tạm biệt.